Các người thả ta ra, thả ta ra. Có nghe thấy mùi gì không? Mùi mắm tôm riêng nè. Mùi lá mơ. Bầu thả ta ra, thả ta ra. Đây thứ bảy. Các người có biết không? Ôi, các người thả ta ra mà. Chuyện là ngày mai mình đi ăn cưới thằng Dừa. Ở đây có chó bảy món bà đời. À, mày về đã mất thằng yêu. Anh em xem tôi luyện đào phát từ này ổn không nhá. Mà thì ngày mai về chặt con gà cũng được không? Đèn thử đi đánh mẹ à, đi đánh mà học tập với lại. Đi làm mình còn phải tối về mình chấm bay, mình luyện sức khỏe suốt ngày thế này hả? Vừa đi làm mình vừa luyện sức khỏe thế này. Đấy, nhìn nhá. Chị vừa đi chị ấy hốt rồi mà. Đây là video ở trên TikTok các bạn ạ. Làm nghề 8 năm, 9 năm đầu bếp rồi mà còn không nuôi nổi bản thân. Thật sự là rất là buồn. Đây, quần lọc môn này. À, thích quần lọc môn thì cho mình luôn nha. Đấy, đấy, làm ít mắm muối, gia vị giúp vào nha. Đấy, quần ít mì rán lên cho quần lọc môn luôn nha. Đấy, quần lọc môn đấy. Chai hiểu? Ờ, tao. Đồ tao ớt. Chai hiểu à? Này, tao bảo mày đổ dầu qua các bạn ớt. Chai nó cái dầu. Cho nó cái dầu á. Thật này, lại. Ừ, hay nhờ. Láo thật đi. Chuyện lời gì cả. À, tôi đâu vào đây. Ừ, đúng rồi. Đâu? Rồi, đâu đây? Đâu đây này. Ô. Ô ô. Mày làm gì thế thằng này? À, hôm nay cái tuần đầu tóc gọn gàng em ạ. Mới địa được đuôi giày sần sùi. À, thằng này. Này láo đấy nhỉ. Đi chơi với tao à. Mày nhá, tội vượt bằng chủ này, dám địa lời tao này. Này, thì tao cho luôn cái bạn gái của bà đây luôn nhá. Đấy, ai thì mày ôm nhau đây nhá. Đấy, ôm dầu, ôm bơ nhá. Ôm mắm, ôm muối đấy. Quấn với nhau mà ôm đây. Đấy, cháo két. Cho lên nồi hết nhá. Quả bảo nóng, bỏ cái tay đăng này. À, có bắp ngô không bẻ được à? Ai gì đây? Ai ăn ngô nó phải nhai hả? Thở lại, chén đi cưng, chén đi. Đấy, ở nhà làm một mình là món này ngon này anh em ạ. Ai làm tí thịt nhá, ít mắm muối tương trộn đều vào, rồi cho thêm một ít bột nữa ngâm trộn đều nhá anh em. Cho lên đá, rồi một lúc là ok rồi. À, phí ít hành tỏi với lại ít cà chua nhá, thêm ít nấm, ít tàu. Rồi, cho hết vào nấu anh ạ. Tuyệt vời. Ở nhà mình làm món này nấu ghê đấy. Uầy, đẹp đấy. Dù nấu ăn không ngon nhưng mà phải biết cách trình bày Thái Lát nha anh ạ. Biết trình độ nấu ăn như thế nào chứ nhìn cái trình độ mà Thái mà trình bày như này tôi đoán là ông này nấu ăn khá là dở rồi. Hôm nay là ông chỉ chuyên vào trình bày và thái độ ăn thôi. Khả năng là cao là như thế không ạ? À? Anh em cũng như giống tôi thôi. Có đẹp chưa? Rất là khéo tay, thì ông này Thái rất là khéo tay luôn đấy. Tuyệt vời. Mười điểm nhá. Rồi, hello anh em nhá. Đây, mình đã tìm cái video mà hướng dẫn anh em chặt gà nhá. Bắt bố mẹ vợ nhá. Đấy, chi tiết là đặt cái đầu đặt lên cái cổ. Giờ đến phần cánh gà nhá, các anh em chặt tìm đến cái phần khớp.
Đồng đấy phần đùi này, phần đùi nó có cái khớp của nó anh em ạ. Đấy, anh em cắt đúng như ở video được hướng dẫn nhá. Đấy, rồi chặt đôi phần bụng ra. Rồi, đấy, chặt đôi tiếp. Cốc ra, không còn đẹp nhá. Nhưng mà anh em cứ chặt theo đúng quy trình được. Đấy, chặt tiếp, nào xếp vào. Đấy, xếp sang hai bên nhá. Dạng như con gà đang nằm đấy các bạn ạ. Rồi, đây là phần đùi này. Đấy, chẻ đôi đùi ra, chạy chẻ thẳng ra. Rồi, xếp vào, chặt chặt ba đây. Mình lại xếp xuống phía dưới nhá. Đây là phần thịt đức nhá. Đấy, một cái ông nốt ra như này anh được. Hai này chặt thẳng luôn. Chặt miếng luôn, đấy là, như này này. Đấy, chặt miếng như này anh được nhá. Không phải quá đều đâu. Đấy, anh em phải đặt lên trên. Phép đúng quy trình trình tự như thế này nhá. Thì kết quả sẽ khá là đẹp nha anh em nhá. Đơn giản thôi, anh em đừng suy nghĩ làm gì cho nó phức tạp ạ. Cứ làm theo từng bước một rồi nhá. Em chặt tầm đâu đấy khoảng 981 lần anh em thoải mái luôn, đi chặt cá thuê luôn cũng được. Đấy. Đây là anh em trình bày là hơi thủ công thế. Đấy. Nếu gặp tôi cứ chặt mẹ nó ra xong. Đấy, đéo anh em. Nha, nhớ làm theo nhá, làm theo đúng quy trình là đẹp anh em nhá. Rồi anh em nhá, đây mình sẽ giới thiệu cho anh em món canh cá thịt dê anh bạn. Đầu tiên là mình rửa bằng muối này. Sau đó mình cho lên luộc qua này. Luộc xong mình lại rửa sạch này, cho vào hầm này, cho một ít gừng này, muối này. Để mình hầm với nước dê nha các bạn nhá. Và tiếp theo là anh em mình sẽ rán cá lên. Đấy. Ăn cá này đảo cho tròn kiểu này này. Đấy. Đảo nhớ anh em phải lật nhá. Chọn hai con đực cái hoặc là hai con bê đê được anh em ạ. Đấy, dầm nó ra. Đấy, cái tội là mà bơi gì nước nhiều. Cho anh mỡ thì cho nó ấm người đấy. Đấy, anh em làm như này à. Đấy, cho thêm một ít gia vị nhá. Đó, đấy, xong này anh em sẽ lấy đổ cái nước dây thấy anh em thầm nhá, cho vào. Rồi, đảo nó lên. Đấy, nắp bạc tầm khoảng 20-30 phút nhá, cho nó như hết cá ra. Chủ yếu là anh em làm cái khâu này là mình để lấy cái nước anh em ạ. Đấy, đó, đây là mình sẽ lọc hết phần xương cá này anh em nhá, chỉ lấy phần cốt nước rồi. Đấy, tiếp tục là cho dê vào, hồi nãy dê mình hầm đấy. Cho vào loại nước cốt này, rồi. Cho thêm ít măng nhá, ít gia vị rồi. Cho thêm hạt kỳ tử nữa anh em ạ. Anh em đếm xem gia vị mình ăn như nào thì mình cho thêm nhá. Và đây là kết quả anh em, tuyệt vời không? Thực sự là anh em nào ăn thử một lần ở nhà để ngồi uống bia, uống rượu thì tuyệt vời anh em ạ. Và chị em chắc chắn sẽ khen hết mức luôn anh em nhá. Tôi khẳng định với anh em thế. Hello anh em nhé, đầu tiên anh em sẽ cho ít đầu tôm rán lên này, cho thêm ít gừng này. Đấy, rán lên cho nó đỏ giòn đi nhá. Rồi anh em cho thêm tí nước, cái khâu này là anh em chủ yếu là để lấy nước đầu tôm anh em ạ, cho nó ngọt nhá. Đấy, sau đó anh em cho thêm một chút gạo vào, nấu lên. Rồi cuối cùng là cắt thêm một ít trứng. Đây cho thêm phần thịt tôm vào. Đấy, cho thêm mắm muối gia vị và cho thêm một chút rong biển nữa anh em nhá. Đấy, đun anh em này đun cho nó nhừ hết ra. Đấy. Anh em sau đó anh em sẽ thưởng thức nha. Đấy, tuyệt vời không? Quá là ngon luôn anh em ạ. Rồi làm gì đây? Đây là một món ăn khá là ngon nha anh em nhá. Đầu tiên mình sẽ đã trứng lên. Này xếp gọn và cho thằng em mày nó vào. Đấy, cho hai anh em nó vào đá đi anh em nhá. Cho thêm ít gừng này, đổ thêm ít nước này. Anh em mình sẽ đun lên cho thêm một chút nấm nữa anh em nhá. Rồi, đun lên. Đây là thịt kiều nha anh em nhá. À, cho thêm ít gia vị này, cho thêm ít bột này. Đó, đảo lên đập đập tầm khoảng 170 lần cho nó ngon anh em ạ. Đấy. Đây là xong rồi anh em mình sẽ cho vào để nấu nhá. Đấy. Nấu chung với nhau anh em ạ. Đấy, cái chủ yếu là anh em thêm một chút hương nấm. Đây là hương nấm nhá, gia vị hương nấm anh em ạ. Đó, anh em có thể cho mắm muối mì chính vào được thoải mái đi. Đó, nếm thêm gia vị, thêm ít hạt kỳ tử, thêm ít hành lá nha anh em nhá.
À, rồi sau tầm khoảng 30-40 phút anh em thưởng thức là tuyệt vời luôn nha. Cái này ăn vào mùa đông thì hết ý luôn anh em ạ. Rồi, hôm nay mình sẽ giới thiệu cho anh em món thịt bò hầm với khoai tây nha. Đấy, cho các bé nhà mình dễ ăn. Đầu tiên anh em mình đã chợ mua một ít miếng thịt bò mềm nhá, vào các chị cửa hàng bán cho, hoặc các mình về mình rửa sạch này, luộc qua này, cho thêm vị giấm, vị muối để luộc qua này. Đó, đó, xong anh em mình sẽ cho ít gừng này, ít hành tây này, đảo lên. Đấy, cho nó ngập gia vị nha, ít quế hồi này, mắm muối, tiêu, mì chính này. Đó, anh em cho vào cái thịt để cốt cái khâu này cho nó ngập gia vị và thịt ăn mình sẽ có vị rất ngon và gia vị nó ngập sâu vào nha. Đó, sau anh em sẽ cho ra hầm nha. Đây, lúc này đang cho nồi hầm áp suất nha. Đó, anh em vớt quế hồi ra. Đó, nếu anh em ra chợ mua khoai tây nhớ mua cái đây loại khoai tây bở nhá, rồi dặn các chị đấy bán hàng ấy, các chị bán cho em những ít khoai tây bở. À, sau này mình sẽ nấu chung thì bò cái loại khoai tây hầm thêm được khoảng 20-30 phút đó, sau đó sẽ thưởng thức nha anh em nhá. Đấy, làm như này sẽ rất là mềm với anh em nhé. Đấy, các bạn nhỏ ăn rất là mềm luôn, dễ tiêu hóa. Đấy, chúc anh em thành công nhá. Đã đến với kênh Đoàn VC nha. Kênh mình đặt ra với phương châm là có thức mới vực được thảo anh em ạ. Đấy, chế biến những món ăn đơn giản cộng những tình tiết hài hước trong những món ăn, mong em hộ nhá. Cho mình xin một đăng ký, một lượt chia sẻ kênh nha các bạn nhá. Chúc toàn thể các anh em luôn được mạnh khỏe, vui vẻ và tràn đầy nhiệt huyết trong công việc và cũng như cuộc sống nhá.